Gắn bó với công việc điều trị hiếm muộn ở Bệnh viện Hùng Vương nhiều năm nay, bác sĩ Lý Thái Lộc cho biết hiện nay nhu cầu gửi giữ tinh trùng, trứng và phôi rất lớn. Tại bệnh viện đang lưu giữ cho không chỉ bệnh nhân hiếm muộn mà cả những người có nhu cầu gửi giữ vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Tại Bệnh viện Hùng Vương thì hiện nay đang lưu trữ hàng chục ngàn những cái loại mẫu khác nhau như là phôi, trứng hoặc là tinh trùng. Và với cái khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay thì những cái mẫu này có thể lưu trữ đến vài năm, thậm chí là vài chục năm. Nhiều trường hợp người gửi giữ qua đời, gia đình, thân nhân người gửi lại yêu cầu bệnh viện thực hiện điều trị hiếm muộn khiến cho các bệnh viện rất khó xử. Rất là khó khăn để mà cho bệnh viện xử lý những cái trường hợp đó. Bởi vì chưa có cái quy định cụ thể từ Bộ Y tế, chúng tôi chỉ giữ cái mẫu tinh trùng đó hộ cho bệnh nhân và chờ cho tới khi nào mà Bộ Y tế có những cái quy định cụ thể. Tại Bệnh viện Từ Dũ cũng như một số trung tâm điều trị hiếm muộn khác, từng gặp trường hợp người nhà bệnh nhân đòi bệnh viện phải trả lại tinh trùng đã gửi vì cho rằng đây là tài sản thừa kế của họ. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện nay, khi người gửi chết thì phải hủy tinh trùng, noãn, phôi, trừ trường hợp có đơn đề nghị lưu giữ. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, quy định như vậy là chưa rõ. Đây là một tài sản đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân thật. Noãn, tinh trùng, phôi, người ta muốn là thừa kế, người ta muốn thực hiện những cái quyền vì lý do nhân đạo đó, thì cái quy định pháp luật của chúng ta không có. Thì đây là một cái khoản mà chúng tôi thấy rằng cần phải sửa đổi bổ sung. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho rằng các quy định hiện nay mới chỉ tập trung vào vấn đề mang thai hộ mà bỏ ngỏ vấn đề hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân khi họ qua đời. Rất là mong muốn rằng luật nhanh chóng bổ sung những cái mà thực tế nó có xảy ra để chúng ta có thể bao trùm hết được tất cả mọi trường hợp, cũng như là Bộ Y tế có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể để mà chúng tôi có thể hỗ trợ cho người bệnh, đặc biệt trong những cái trường hợp mà một trong hai vợ chồng chẳng may bị mất trong cái quá trình điều trị. Hiện nay cả nước có trên 20 trung tâm điều trị hiếm muộn. Tại đây đều có ngân hàng lưu trữ rất nhiều phôi, trứng và tinh trùng. Việc bỏ ngỏ quy định còn khiến cho chính các bệnh viện không biết nên xử lý thế nào với các tài sản đặc biệt đang được gửi giữ tại đây. Theo các chuyên gia pháp lý thì hiện nay việc lưu giữ phôi, tinh trùng, trứng có thể thực hiện hàng chục năm, trong khi luật hôn nhân gia đình quy định xác định cha mẹ cho con chỉ trong thời hạn là 300 ngày kể từ khi cha hoặc mẹ qua đời, nghĩa là những đứa trẻ sinh ra sau thời gian trên sẽ không được công nhận là con của người đã chết. Đây là bất cập quy định pháp luật khiến cho không chỉ người bệnh mà ngay cả bệnh viện và các cơ quan hộ tịch cũng rất khó xử.